phản ứng phức tạp đối với bài diễn văn của Tổng thống Obama ở Nam Phi, tên từ Cape Town. Qua bài diễn văn tại Cape Town trong ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ giúp Phi Châu trên con đường đi tới thịnh vượng và hòa bình và kêu gọi Châu Phi theo gương của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Tổng thống Obama là Tổng thống Hoa Kỳ gốc Châu Phi đầu tiên cũng đã nói rằng cựu Tổng thống Nelson Mandela chống kỳ thị chủng tộc Apartheid đã tạo con đường đi tới tự do và cơ hội vượt qua ngoài biên giới Nam Phi. Tổng thống Obama kêu gọi thính giả tại trường đại học tiếp tục tranh đấu để bài trừ nghèo đói, bệnh tật, chấm dứt sự tham nhũng của chính quyền và chiến tranh. Tổng thống Obama đã chọn trường đại học Cape Town đọc bài diễn văn, chính vì đây là nơi mà nghị sĩ Robert Kennedy đã đọc bài diễn văn trong năm 1966, so sánh cuộc đấu tranh chống apartheid của Nam Phi với cuộc tranh đấu dân quyền của Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đã ca ngợi những tiến bộ của Nam Phi, nhưng cũng đã kêu gọi người Nam Phi đừng thỏa mãn với sự tiến triển này, phải tiếp tục đưa quốc gia thoát khỏi sự nghèo đói, chống sự tham nhũng, cải thiện mức sống căn bản. Nhiều người châu Phi đã bất mãn với Tổng thống Obama, nói rằng ông ta là vị Tổng thống Hoa Kỳ có tổ tiên ở Kenya, nhưng chỉ viếng thăm Ghana có một lần trong năm 2009. Ông Kehi là một người dân địa phương nói, cần phải chờ xem có thể có sự tiến bộ, nhưng cũng có thể không có gì cả sau chuyến viếng thăm này. Một người khác nói có thể chuyến viếng thăm có lợi cho những người làm kinh doanh, thường dân như ông ta không có lợi gì. Qua bài diễn văn, Tổng thống Obama cũng đã công bố dự án 7 tỷ Mỹ Kim để giúp gia tăng điện lực ở châu Phi, là lục địa chỉ có 1/3 dân số có điện.